Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe cỏ nho nhỏ xinh xinh quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Morning. Chiếc xe Kia Morning này ở cái phiên bản SX quý bạn nhé, số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội ạ. Đây là biển Hà Nội đây quý vị bạn. Biển Hà Nội này, biển 29A quý bạn nhé. Đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Và chiếc xe này đã lăn bánh được 13 vạn km rồi quý bạn ạ. Chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn toàn bộ xe này là còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 222 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning phiên bản SX số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning phiên bản SX số tự động, sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. Thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn bên ngoài các bạn nhé, cũng như là về cái phần thân vỏ bên ngoài. Nhìn về cái phần bên ngoài rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Sau 11 năm sử dụng rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này là 2011, tính ra đến bây giờ là 11 năm sử dụng rồi, vẫn còn mới, vẫn còn rất đẹp quý vị các bạn nhé. Đẹp từ nước sơn bên ngoài quý bạn ạ. Chưa có bị tai nạn hay là chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp quý bạn nhé. Màu đỏ này là màu đỏ cờ quý bạn ạ. Với những chiếc xe Morning và những chiếc xe nhỏ nhỏ, hạng nhỏ này thì gần như là được màu, được trang bị là cái màu đỏ, là màu đỏ cờ quý bạn ạ. Rất là đẹp luôn đấy quý bạn nhé. Và nước sơn zin nguyên bản của xe cũng còn rất là nhiều ạ. Nhìn về cái phần đầu thì quý vị bạn thấy đấy ạ, toàn bộ là còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Toàn bộ đây là cái cụm đèn pha này, cụm đèn pha rất là mới luôn quý vị các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Mặt ca lăng cũng còn rất đẹp. Đấy, cụm đèn pha chưa có bị xước sát gì cả quý bạn ạ, rất là mới này. Phía bên dưới là cái cụm đèn gầm. Đấy, lưới tản nhiệt này đều rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Gương chiếu hậu thì đã được tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, gương chiếu hậu tích hợp xi nhan trên gương rồi quý bạn nhé. Nước sơn ở cái sườn bên phụ này cũng còn rất mới, rất là đẹp đây quý bạn này. Cái nền còn rất là đẹp nhé. Sau 11 năm sử dụng rồi nhưng còn rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Nhìn về cái phần ba đời sốc sau thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, nó là cái phiên bản này, là phiên bản Kia Morning SX các bạn nhé, SX số tự động đấy ạ. Và cụm đèn hậu này cũng còn rất là đẹp, chưa có bị va chạm, chưa có bị nứt vỡ gì cả quý bạn ạ. Toàn bộ những cái phần chữ này, phần logo này đấy, đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Cụm đèn hậu này, những cái phần này là cái phần ốp thêm các bạn nhé. Ốp thêm này, chủ xe đã ốp thêm đấy thôi. Nó xỉn là xỉn ở cái phần ốp thêm này, chứ về cái phần đèn bên trong này còn rất là đẹp đây các bạn nhé. Đấy, cái phần này là cái phần chrome mà chủ xe đã ốp thêm. Cái phần chrome này thì là nó được thiết kế bằng cái vật liệu nó không được xịn lắm, cho nên bắt đầu nó đã xỉn dần rồi. Đấy, chứ còn cái cụm đèn nguyên bản này, cụm đèn nguyên bản này còn nguyên, chưa có bị vỡ gì cả đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị ạ nhé. Xe cũng đã được trang bị đuôi gió này. Đấy, và toàn bộ là bộ la răng, là la răng đúc quý vị ạ nhé, la răng đúc mặt phay. Đấy, la răng đúc mặt phay này. Và dàn lốp cũng còn rất là mới quý vị ạ nhé. Đấy, dàn lốp rất là mới quý bạn ạ. Chủ xe cũng đã thay cả một cái dàn lốp này là từ năm 2018 đây quý bạn này. 2018 thì đến bây giờ là đã được 4 năm sử dụng rồi. 4 năm sử dụng mà cái dàn lốp còn dày như này.
thì quý vị và các bạn có thể biết được là chủ xe chạy nhiều hay là chạy ít rồi, đúng không ạ? Đấy, chạy rất ít ạ. 4 năm sử dụng mà lốp còn mới như này thì là chạy quá ít đấy ạ. Nhìn tổng thể về cái phần bên ngoài, đây là cái phần bên sườn bên lái các bạn này. Cái sườn bên lái cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cái nước sơn rất là đẹp và nền thì rất là căng quý vị bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ bắt đầu giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần keo chỉ cũng như là về cái phần nội thất option bên trong quý vị bạn nhé. Thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Toàn bộ những cái phần keo chỉ là còn nguyên bản này. Đấy, không mất một phần keo chỉ nào quý bạn nhé. Keo chỉ là còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết là không bị đâm đụng, không có bị va chạm, không có bị tai nạn gì cả quý bạn ạ. Đấy, táp bi còn rất là đẹp luôn. Ốc bản lề này, tất cả những con ốc ở trong đây là còn nguyên, còn zin hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì là ở cái phiên bản SX số tự động, cho nên là xe cũng đã được trang bị là bộ nội thất ghế da rồi quý bạn nhé. Nội thất ghế da rồi đấy ạ. Đấy, và rất là đẹp, rất mới này. Mới từ những cái phần trần cho đến những cái phần vô lăng, cần số này, tay phanh còn nguyên bản hết quý bạn ạ. Chưa có phải làm lại cái gì đâu ạ. Đấy, ốc bản lề cánh cửa phía sau này cũng còn nguyên bản này. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Keo chỉ này cũng còn nguyên luôn quý bạn nhé. Đấy, những cái keo chỉ của những chiếc xe morning, đặc biệt như chiếc xe morning này đây ạ, keo chỉ thì rất là mỏng manh nhưng mà còn nguyên bản hết ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Cái tắp đi cánh cửa phía sau này còn mới, còn đẹp hơn một chút so với cái cánh cửa bên trước ạ. Đấy, và cái nội thất ghế da đây ạ, sau 11 năm sử dụng với 13 vạn km thì cái bộ ghế da này thì quý vị bạn xem đây ạ, còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Da cao cấp nguyên bản của xe thì bao giờ nó cũng đẹp hơn là những chiếc xe mà làm lại ghế da nhé. Những chiếc xe mà làm lại da, ghế nỉ mà làm lại thì là không bao giờ đẹp được. Chỉ có ghế da nguyên bản của xe nó mới được đẹp như thế này ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái đồng hồ cũng như là về cái phần option bên trong, xem chiếc xe này đã được trang bị những gì. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ nổ máy cái xe này lên các bạn nhé. Đấy, tôi đã bắt đầu nổ máy của chiếc xe này lên rồi quý bạn ạ. Đồng, để tôi sẽ cho nhỏ tôi cho nhỏ cái radio này đi nhé. Còn radio này, có rất là nhiều cái option cơ, nghe nhạc chẳng hạn có nhiều lắm, tôi cắm USB đấy. Đồng hồ công tơ mét đây, thưa với quý vị và các bạn, đồng hồ công tơ mét là chiếc xe đã lăn bánh được 13 vạn km rồi quý bạn nha. Đấy, vô lăng còn nguyên bản này, chưa có làm lại đâu quý bạn ạ. 13 vạn này là chuẩn đấy, vô lăng còn nguyên chưa phải làm lại. Nếu như chạy nhiều ấy, thì vô lăng đã phải làm lại rồi ạ. Cần số này cũng vậy này. Đấy, và xe cũng đã được trang bị màn hình đầu DVD. Đầu này không phải đầu DVD các bạn ạ, đầu này chỉ nghe nhạc giải trí bằng USB thôi, không có đĩa DVD. Và có camera lùi luôn các bạn nhé. Đấy, có cả camera lùi luôn. Điều hòa tự động. Đấy, và nội thất thì các bạn xem đây, toàn bộ từ những cái phần nhựa này, những cái phần nỉ trần này cũng còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đẹp so với đời quý bạn ạ. Tại sao nhiều người lại bảo tôi giới thiệu những xe nào cũng bảo đẹp? Đẹp ở đây là so với những đời cùng đời, những chiếc xe cùng đời, cùng tuổi luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, để cho quý vị các bạn thấy được là nó còn mới, còn đẹp như này đây ạ. Đấy, rất là đẹp luôn này. Táp bi cánh cửa này. Đấy, đều rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Sau 10 năm sử dụng với những chiếc xe như này thì rất là đẹp rồi quý vị các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi lại tắt cái điện đi và tôi lại ra ngoài để giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn những phần còn lại của chiếc xe quý bạn nhé. Đấy, tất cả những cái phần trần này đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, rất đẹp luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp này ra cho quý vị và các bạn cùng xem cái cốp này nhé. Cốp thì từ những cái phần ốc cốp này cho đến những cái phần keo chỉ này, ốc cốp và keo chỉ còn nguyên bản này. Keo chỉ là nguyên bản hết luôn đấy quý bạn nhá, chưa có mất một phần keo chỉ nào đâu. Đó, tất cả là còn nguyên bản này, còn rất là đẹp luôn. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy, và những cái nỉ của cốp sau này cũng còn rất là đẹp đấy. Nỉ cốp sau này, lốp sơ cua này. Đấy, có đầy đủ lốp sơ cua này và còn rất là mới quý vị bạn nhá. Đấy, bộ kích lốp sơ cua đều còn rất là mới quý vị bạn ạ.
Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cái táp bi này đều rất là đẹp này. Keo chỉ đây quý bạn ạ, keo chỉ còn nguyên này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên luôn này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên luôn này. Táp bi rất là đẹp luôn. Nội thất ghế da phía sau này cũng đều rất đẹp, rất mới quý vị các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe 2011 tính ra là 11 năm sử dụng rồi mà còn rất là mới, rất là đẹp, rất là đều xe như này đấy ạ. Bởi vì những chiếc xe nhỏ như thế này thì gần như là chỉ có để chị em hoặc anh em công chức chạy ở bên đi ở trong nội thành Hà Nội thôi ạ. Đấy, và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ quý bạn nhé. Cánh cửa phía trước bên phụ này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên này. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết luôn quý vị và bạn nhé. Táp bi cánh cửa đây, thưa với quý vị và các bạn, rất là đẹp này. Ốc bản lề cánh cửa này. Đấy, toàn bộ là còn rất là mới quý bạn nhé. Nội thất bộ ghế da này rất là đẹp luôn đấy ạ. Bộ nệ ghế da nguyên bản theo xe rất là đẹp này. Đẹp từ táp lô, từ táp bi này cho đến táp lô này. Đấy, đều rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Táp bi, táp lô đều rất là đẹp. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, và sàn da cũng đã được chủ xe là trải sàn da rồi. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe rất là rẻ tiền thôi, ở cái phân khúc xe cỏ, nhưng chiếc xe này đã rất là đẹp rồi quý bạn nhé. Đấy, chỉ bỏ ra hơn 200 triệu đồng một chút thôi mà chúng ta đã được chiếc xe 5 chỗ ngồi, số tự động, không mưa không nắng gì quý bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái phần ốc cabo. Đây là phần ốc cabo còn nguyên bản quý vị bạn nhé. Đấy, chưa có vết tháo này. Ốc cabo nguyên bản, keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả đâu. Rất là đẹp luôn đấy quý vị bạn ạ. Đấy, toàn bộ về những cái cabo này cũng còn nguyên bản hết này. Từ cabo nguyên bản cho đến những cái ốc tai. Đấy, ốc tai còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu ạ. Đấy, ốc tai nguyên bản này. Đấy, nguyên bản này. Và máy móc thì rất là đẹp quý vị và bạn nhé. Sau 11 năm sử dụng với 13 vạn km thì cái động cơ này nó còn nguyên bản và còn rất đẹp như này đấy ạ. Đấy, xe cũng đã được trang bị động cơ 1.0 đi kèm với hộp số tự động ạ. Động cơ xăng 1.0 đi kèm với hộp số tự động quý vị và bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp. Và đặc biệt là chủ xe cũng rất là cẩn thận, để rất là nhiều băng phiến ở trong này. Băng phiến để đuổi chuột quý vị và bạn nhé. Đấy là chủ xe. Đấy, đúng cái lúc tôi đang quay cái phần động cơ thì bên kia họ làm kìa, bên kia họ cắt gạch, máy cắt thạch nó kêu đấy, chứ còn động cơ không có tiếng gì đâu quý bạn nhé. Toàn bộ về cái tiếng của máy cắt gạch ở bên kia, công nhân họ đang thi công ạ. Đấy, rất là đẹp rồi quý vị các bạn ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Kia Morning phiên bản SX số tự động sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 222 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Kia Morning phiên bản SX sản xuất năm 2011 số tự động tên tư nhân
biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.